Mỗi năm thì Đức Thánh Cha đều có những cái sứ điệp vào đầu năm mới để nói về hòa bình. Hôm nay Đức Thánh Cha nói về phi bạo lực. Thì xin Cha cho biết khi mà Cha đọc cái sứ điệp của Đức Thánh Cha trong ngày hòa bình thế giới như vậy thì Cha có cảm nghĩ gì? Sứ điệp hôm nay cũng rất là đặc biệt bởi vì là cái sứ điệp lần thứ 50. Một cái quãng đường rất là dài, sứ điệp được lặp đi lặp lại nhắc nhở con người. Mà nó có những cái cột mốc quan trọng 50 năm. Và khi đọc cái sứ điệp này thì tôi có cảm giác rằng là nó giống như một cái bài thao luyện thiêng liêng theo phương pháp của Thánh Nhạc. Bởi vì Đức Thánh Cha mở đầu bằng cách đặt cái khung cảnh của thế giới hôm nay. Rồi Đức Thánh Cha giới thiệu về cái chân dung của Đức Kitô, người sống trong cái bối cảnh như vậy là sống làm sao. Và sau đó thì Đức Thánh Cha giới thiệu về cái lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Và sau đó thì đưa ra những cái điển hình cụ thể. Thì con người đã sống cái tinh thần của Đức Kitô theo lời dạy của Đức Kitô, theo gương mẫu của Đức Kitô như thế nào. Thì đó là theo tôi nó như là một cái bài chuyên điểm, một cái bài mà giúp mình có thời gian để mình không chỉ là đọc qua cho biết, nhưng mà phải coi thử cái khung cảnh hiện tại của mình, cái không gian của mình và cái cách thức mình sẽ áp dụng cái lời dạy của Chúa trong cái đời sống cụ thể của mình như thế nào. Trong cái bối cảnh thế giới ngày nay, nó có nhiều nơi trên thế giới, từng phần của thế giới, Đức Thánh Cha cũng có nói trong đó về cái bạo lực. Không thể giải quyết cái bạo lực bằng một cái bạo lực khác. Thì trong một cái bối cảnh thế giới như thế, Cha nghĩ như thế nào khi mà Đức Thánh Cha nói những cái ý để mà giải quyết những cái vấn đề trong cái thông điệp này? Cái xu hướng tự nhiên của con người là nó như xảy ra thì người ta dùng để mà xây dựng hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Và trong cái khung cảnh của thế giới hôm nay cũng vậy, cách của Putin hay cách của Trump đều đang hướng về vấn đề vũ khí hạt nhân chẳng hạn, rồi củng cố về vấn đề quân đội. Đó là những cái cách mà con người đang sử dụng. Nhưng với Thánh Cha thì lại nói về giới thiệu về cái chân dung của Đức Kitô, người sống cái tinh thần phi bạo động. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà mình dùng bạo lực thì đáp trả bạo lực thì nó luôn luôn nó chưa đến một cái bạo lực, và cái sự hận thù nó không bao giờ nó giải quyết được, cái xung khắc nó không bao giờ giải quyết hết được. Chính vì vậy mà cần phải có một cái phương pháp mới, thực ra là cũng chẳng mới gì, đã 2000 năm nay cái sứ điệp nó đã được vang lên, trước đó là Chúa cũng dạy mình. Vấn đề là mình là áp dụng như thế nào trong từng cái bối cảnh cụ thể. Trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta ngày nay thì nó cũng có những cái bạo lực, ví dụ như là ở trong cái môi trường như là môi trường học đường, nơi mà có thể gọi là một cái chuẩn mực đạo đức sẽ được dạy trong đó, nhưng mà người ta vẫn nói đến bạo lực học đường rất là nhiều chẳng hạn, hay là ngay cả trong xã hội. Thì với một cái bối cảnh thực tế của Việt Nam thế này thì Cha nghĩ như thế nào trong cái sứ điệp của chúng Cha đó, ảnh hưởng như thế nào hay là cái nó tác động như thế nào trong cái bối cảnh của Việt Nam này? Về cái bạo lực trong học đường, tôi nhớ là khi bề trên của tôi ở nhà Adobe thì ông hỏi là tụi mày ở trên trường tụi mày chơi những trò chơi gì. Thì chúng tôi nói rằng là cái trò chơi của chúng tôi ra chơi là chỉ đánh nhau thôi. Thế thì không phải bây giờ mới có cái bạo lực ở trong, nhưng mà cái bạo lực thời đó nó khác với cái bạo lực bây giờ. Bạo lực bây giờ sở dĩ mà mình thấy nổi cộm lên bởi vì cái mass media nó cũng làm cho người ta ý thức rõ hơn, rồi thấy được cái vấn đề nhiều hơn. Nếu mà ai đó chỉ cần mở lên những cái trang mạng xã hội, YouTube, mình sẽ thấy là cái tình trạng đánh nhau của học sinh ở trong Việt Nam rất là nhiều. Mà hồi xưa thì là con trai đánh nhau, con gái đứng coi, bây giờ thì con gái đánh con trai con, có cái nghịch lý như vậy. Nhưng mà nó không chỉ là vấn đề ở trong nhà trường, mà Đức Thánh Cha nói phải khởi đầu từ cái môi trường gia đình, cái nôi để mà giáo dục là phải đi từ gia đình. Thì tôi cũng nghĩ là
Ở trên trường thì dĩ nhiên người ta có cái trách nhiệm là giáo dục về cái đức dục và trí dục, nhưng mà dường như ở trong cái mối mối cảnh Việt Nam thì cái trí dục nó được nhấn mạnh hơn là cái đức dục. Vẫn có những cái môn đạo đức công dân nhưng mà hình như nó chưa giúp cho các em nó sống thiết thực lắm. Thế chính vì vậy mà cái môi trường gia đình vẫn là một cái môi trường quan trọng. Thì Đức Thánh Cha cũng nói vậy, Đức Thánh Cha cũng nhắc vậy. Sao để cho những cái xung đột ở trong gia đình người ta không giải quyết bằng vũ khí, nhưng mà có cái cách, bởi vì có cái tình yêu ở đó để giúp cho gia đình giải quyết. Và trong nhà trường thì nếu mà ở một cái môi trường được yêu thương sẽ cũng sẽ giúp được cho các em chúng ta thấy nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề bạo lực như vậy. Với tư cách là một linh mục, người mục tử, đặc biệt là khi mà cha chăm sóc một giáo xứ các nhóm, thì cha có thể có cho những cái nhận xét về cái tính thiết thực của cái sứ điệp hòa bình này, nó có thể áp dụng được hay không, nó có khả thi hay không, coi như là một cái lời mời gọi của Đức Thánh Cha để áp dụng vào trong cái môi trường mà cha đang giúp đó, thì cha sẽ áp dụng như thế nào? Theo như tôi thấy thì có một người họ thống kê về những cái bối cảnh của Việt Nam thì nhờ ăn người ta cũng bị giết, không ăn người ta cũng giết, khen cũng bị giết, rồi chê cũng bị giết, ở nhà cũng bị giết, ra đường cũng bị giết. Một cái khung cảnh nghe có vẻ rất là tiêu cực, nhưng mà trong cái bối cảnh nó là như vậy. Thì chính vì vậy mà Đức Thánh Cha giới thiệu về một cái phương pháp gọi là bất bạo động. Thì tôi có nhớ là có một cái cuốn sách người ta cũng dịch ra tiếng Việt rồi, tôi quên cái tựa đề, nhưng mà nó là giao tiếp không gây hấn. Thì trong cuốn sách đó người ta cũng giới thiệu giúp cho con người làm sao để trước hết là con người có cái trái tim to như là cái con hươu cao cổ. Bởi vì con hươu cổ nó phải có một trái tim thiệt là to, nó mới bơm máu lên đầu nó, bởi vì nó rất là cao. Và người ta tránh đi cái ngôn ngữ của con sói là có thể giết chóc những người khác. Thế nhưng mà trong cái nhiều khi mình sống mình thấy nó quen thuộc đi, ít khi nhận ra cái ngôn ngữ từ trong gia đình đã là những cái ngôn ngữ rất là bạo lực. Nhiều khi bố mẹ coi cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà cái cách nói nó mang tính cách không có nâng đỡ, mà nó mang cái tính cách sỉ nhục. Thì Đức Thánh Cha cũng nói làm sao để cứ đi từ cái gia đình như vậy. Có một em học sinh viên ở giáo xứ của tôi đi về Sài Gòn học ở Sài Gòn này, thì em nó nói rằng là có nhiều điều mà các bạn của con nói rằng là em nó không bao giờ được học những cái điều đó. Và những điều đó thì con thấy ở trong giáo xứ mình đã được dạy về cái nhân bản, về cái tương quan. Thế thì môi trường giáo xứ là một môi trường tôi nghĩ bù đắp cho những cái mà ở xã hội hiện nay chưa đáp ứng được cho cái một cái nền văn minh tình thương, nó đi lại với một cái văn minh bạo lực như bây giờ. Và làm sao để con người dùng cái ngôn ngữ yêu thương thay vì ngôn ngữ gây hấn, ngôn ngữ chia rẽ, ngôn ngữ của cái tình trạng để mà làm cho những người khác giống như là giảm giá trị của người khác, thay vì giúp cho người ta nâng người ta lên. Thế thì các cái đoàn thể trong giáo xứ tôi nghĩ phải có một cái chủ kích thiêng liêng đầu tiên, rồi sau đó thì từ cái nơi đó họ có nó sử dụng, nó diễn tả qua cái ngôn ngữ và qua cái hành động yêu thương, giống như Đức Thánh Cha dạy về về cái học theo Chúa Giêsu qua lời nói của Ngài, học theo Chúa Giêsu qua cách hành xử của Ngài. Thì quan sát từ những em nào nó hay đến sinh hoạt ở trong giáo xứ thì các em đó nó cũng có cái cung cách dễ thương, rồi cái ngôn ngữ nhiều khi có thể là quen với xã hội, nhưng mà mình có cái dịp để mình điều chỉnh em, giúp cho các em bớt dùng những cái ngôn ngữ gây hấn với người khác.
Xin Trang cho một cái cảm nhận nào đó khi mà Trang muốn cái sứ điệp này cho nhiều người biết chẳng hạn, thì họ có cách nào để có thể học hỏi, để ý thức hơn, không chỉ là mình ý thức nhưng mà còn làm cho những người khác ý thức về cái bạo lực, cái xu hướng tự nhiên khi người ta bị tổn thương và người ta phản ứng ngay lập tức bằng một cái tự vệ hoặc là một cái phản kháng đáp trả, nó có cái tính cách trả đũa, giống như là cái mắt đền rắc mắt mà răng đền răng vậy. Cho nên khi mà nói đến một cái đáp trả yêu thương bất bạo lực làm cho người ta có cảm giác mình thua thiệt, nhún nhường, mình khiếp nhượng. Cho nên để giới thiệu về một cái hành xử nó mang cái tính cách phi bạo động, nó đòi hỏi con người phải có một cái chiều sâu của đức tin, chiều sâu của nhân bản yêu thương trong đó. Nên tôi nghĩ là ngày hôm nay người ta hay dạy về những cái kỹ năng sống, là những cách người ta họ giải quyết cái ngọn thôi, còn cái gốc thì ít được đề cập đến. Cho nên khi Đức Thánh Cha giới thiệu cái điều này, thì Đức Thánh Cha giới thiệu về cái dung mạo của Đức Kitô, làm sao để người ta thấy được cái sự hấp dẫn ở trong cái dung mạo này. Thú thật là tôi cũng không có đọc những cái thông điệp của những năm trước, năm nay tôi thấy 50 năm thì tôi đọc, cho nên không biết làm sao, đúng là cũng khó để mà nhân rộng cái thông điệp này. Nhưng mà nó giúp cho mình, không phải là cái vấn đề cái thông điệp, ý thức về cái cung cách hành xử được áp dụng vào trong cái thực tế hơn là cái document, cái văn bản. Xin cảm ơn cha, xin chúc cha một năm mới tràn đầy niềm vui và mong của Chúa, và có thể giúp cho giáo dân của cha cũng được sống trong một môi trường yêu thương thay vì bạo lực. Xin Chúa chúc lành cho cha và giáo xứ của cha. Cảm ơn cha.